Xin chào các bạn nhé. Thưa các bạn, là Khang Audio xin mời các bạn trải nghiệm một cái video test cái hệ thống audio do Khang Audio setup tại Khang Audio 154 Nghi Tàm, với một cái dòng nhạc vàng trên cái đĩa nhạc nhạc vàng tuyển chọn CD thử dàn âm thanh. Cái đĩa này thì cũng có bán tại Khang Audio và được nhiều người bạn thích lắm, bởi vì nó là cái đĩa tổng hợp, giá thì nó cũng phải chăng. Bọn tôi vẫn bán cái này theo bộ combo ship toàn quốc. Sau đây xin mời các bạn nghe thử bài đầu tiên, Chuyện Dàn Thiên Lý các bạn nhé. Nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non. Ai xa đi mà không từng điên riêng, xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thần anh rót cho khéo nghe. Vào nhà tôi ở cuối chân đồi có dàn thiên lý, có người tôi chẳng mười sáu cưới rồi đành xa nhau. Nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non. Ai ra đi mà không từng tìm riêng, xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn. Anh rót cho khéo nhé, kẽo lầm vào nhà tôi.
giản thiên lý có nhà tôi ở cuối chân đồi có giản thiên lý có vâng, thưa các bạn, trên đây là video Khang Audio test cái hệ thống audio T140 với mong muốn là các bạn nào mà ở những cái ngôi nhà rộng phòng khách lớn muốn nghe rõ ràng trong sáng đẹp cho các dòng nhạc vàng, dòng nhạc trữ tình thì Khang Audio nghĩ rằng là đôi loa này với cái loa Sprell T9i kết hợp với một ampli bóng đèn và một cái đầu CD kiêm giải mã DAC của Marantz sẽ cho một cái chất lượng âm thanh là tốt nhất các bạn nhé. Khang Audio xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.